khi nắng nhẹ nhàng buồn là đôi ta cách xa. Em nói mình dừng đi dù anh đã hết lời. Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm, suốt bấy lâu nay ta không còn can và say mềm. Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần. Tình yêu là thế, đâu có dễ nói cho nhau. Ra như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề, để rồi tay ta không còn quen lối về. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy, em không bận tâm hay sao? Ra như em muốn anh cởi lòng với em khi ta dần hơn, để rồi chúng ta không còn gánh nỗi cô đơn. Ra mà em muốn như vậy. Hello các bạn, mình là Huy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con amplifier đến từ hãng Boss cực kỳ hay. Đó là con AC22LS dành cho guitar acoustic và bao gồm luôn cả vocal. Một con amp cực kỳ đỉnh với những tính năng độc đáo không hề có trên một con amplifier nào khác cho guitar acoustic nha các bạn. Đó các bạn, và chiếc AC22LS này đến từ Boss chúng ta sẽ có gì? Một con amp compact cực kỳ nhỏ gọn với thiết kế rất là đẹp, màu gỗ, cái vuốt cạnh và cái lớp vải nhìn rất là sang trọng nha các bạn. Và đầu tiên đây là một con amp có công suất là 10W với hai củ loa 5W, và chúng ta sẽ được thiết kế chuyên biệt cho guitar acoustic có gắn EQ và với một cái cổng micro nữa. Thì ở đây mình sẽ đi tổng quan trước ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có volume tổng ha, rồi chúng ta sẽ đi sơ qua về hai cái cổng vô của chúng ta là guitar và mic. Thì guitar chúng ta sẽ có gì? Chức năng airfill, lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về chức năng này cực kỳ lợi hại và chức năng độc đáo của AC22LS. Và tiếp theo chúng ta sẽ có volume của guitar, bass, mid, treble là những cái tần số EQ chúng ta có thể căn chỉnh ở đây. Và ngoài ra chúng ta sẽ có hiệu ứng gì? Reverb hoặc là reverb và echo. Ở đây. Đó. Thì mình sẽ demo sơ sơ cho các bạn cái đoạn này nha của guitar trước. Mình sẽ tạm thời để cái airfill đằng sau nha. Cái volume trước ha. Tất nhiên là lớn nhỏ rồi. Rồi bass mid chép chúng ta có thể căn chỉnh, ví dụ như là chúng ta có thể muốn bass nó dày hơn xíu. Bass nó mỏng hơn. Gọn hơn ha. Rồi chép cho tiếng sáng hơn một xíu nè. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có hiệu ứng reverb và reverb kết hợp với chorus. Đầu tiên chúng ta sẽ thử reverb trước ha. Reverb và chorus nè, những chức năng rất là cơ bản của một chiếc amp acoustic nha mọi người. Nghe rất là ảo. Ok, chúng ta sẽ đi vào chức năng độc đáo nhất và chỉ duy nhất trên chiếc amp AC22LS này của Boss mới có. Đó là chức năng airfill. Thì đầu tiên chúng ta để ride, tức là nó giống như là một cái amp bình thường direct input, cắm vô thôi, nó sẽ không có tạo ra cái cảm giác như là mình đang nghe chân thật một chiếc guitar acoustic. Rồi những chức năng tiếp theo, những cái mục tiếp theo, nó sẽ giả lập lại cái gì? Nó sẽ giả lập lại cái cảm giác miking, tức là cảm giác đưa những cái micro nó thu vào cái chiếc guitar và tạo ra cho mình cái không gian stereo, giống như là mình đang nghe ở ngoài đời một chiếc guitar acoustic vậy. Mình sẽ nghe trái phải và cái thùng của nó, cái cảm giác cộng hưởng của cái chiếc guitar thùng nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ có chế độ XE, là chế độ mình sẽ giả lập lại hai cái micro như thế này mà mình chĩa vào khoảng đây của cây guitar thùng, và nó sẽ, các bạn nghe sẽ nó kể rất là khác biệt luôn. XE nha, nghe có không gian hơn rất là nhiều đúng không các bạn? Đó. Và chúng ta sẽ còn có thêm những chế độ khác nữa, ví dụ như là chế độ ORTF hay là chế độ AB. Đầu tiên chế độ AB đi. Thì AB tức là gì? Mình sẽ đặt hai chiếc mic, một chiếc mic ở trên khoảng giữa cái đàn này và một chiếc mic ở trên phía trên này. Đó, nó sẽ tạo ra cảm giác rộng hơn một tí nữa.
ORTF. Tức là chức năng này nó cũng sẽ giả lập lại hai chiếc mic giống như là chiếc XE vậy, nhưng mà nó sẽ xa hơn mà nó chỉ ra hai phía như thế này. Đó. Và mid-size có nghĩa là gì? Mid-size có nghĩa là chúng ta sẽ thu trực tiếp ở ngay chính giữa đàn và mình sẽ thu hai bên không gian ambient của cái đàn. Nghe không gian cực kỳ rộng luôn nha mọi người. Mình cực kỳ thích cái chức năng airfill này luôn nha mọi người, một chức năng cực kỳ độc đáo. Và với những cái mục còn lại chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có micro nè. Đó, và nó còn hỗ trợ thêm một cái nguồn 48V để có thể hỗ trợ cho các bạn là sử dụng cái micro condenser ha. Và micro tất nhiên chúng ta sẽ không thể thiếu là reverb. Rồi, mình sẽ có rhythm box. Để làm gì? Cái rhythm box này cực kỳ quan trọng cho việc luyện tập nha các bạn. Nó sẽ giả lập lại, nó sẽ đánh lại cho các bạn một cái nhịp điệu để cho các bạn có thể luyện tập theo cái rule mà mình mong muốn. Thì ở đây nó sẽ cho mình tổng cộng là hình như là 1, 2, 3, 4, 5 cái rule khác nhau. Thì chúng ta có thể điều chỉnh tempo bằng cách tap tempo ở đây luôn nha mọi người. Và chúng ta sẽ có thêm một cái variation biến thể của cái điệu đó bằng cách chúng ta đè chúng này 2 giây. Các bạn có thể thấy ở đây nè. Mình sẽ bấm thử ha. Đó, đánh cajon nè. Đề 2 giây để cho variation nó đánh 3 lần khác một xíu. Đó là cajon. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì nữa? Bộ gõ. Để mình đánh nhanh hơn thử coi. Đó, tambourine ha. Rồi chúng ta sẽ có rhythm của dàn chống thật luôn. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái volume của cái background music ở đây. Đó, một chức năng cực kỳ quan trọng và hồi nãy mà mình đã demo cho các bạn bằng một bài rất là hay. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có chức năng looper là các bạn có thể kết nối với một cái pedal khác để các bạn chơi loop luôn nha mọi người. Một cổng để mà các bạn có thể thu âm record out. Sẽ có rất là nhiều cổng kết nối từ cơ bản tới nâng cao luôn nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng aux in 3.5 để mà các bạn có thể kết nối với điện thoại mà các bạn đưa nguồn nhạc vô hoặc là cái thiết bị gì đó, các bạn có thể đưa nguồn nhạc vô. Và hai cái cổng layout để các bạn có thể đấu ra những cái loa khác để mà chơi một cái dàn âm thanh lớn hơn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối với một cái foot switch, tức là một cái pedal để mà mình chơi loop. Và ở đây là mình sẽ có một cái cổng này là cái cổng đặc biệt của hãng để mình kết nối với một cái cục phát Bluetooth riêng của hãng đến từ Boss nha mọi người. Cực kỳ xịn sò luôn nha. Và ở đây chúng ta sẽ có cổng USB, cổng nguồn. Đó. Nói sơ sơ thôi là đã rất nhiều cái tính năng cực kỳ đặc biệt đến từ con amp này. Phải nói là mình cực kỳ thích luôn nha mọi người nha. Và với một chiếc amp như thế này á thì sẽ rất là tiện lợi và rất là phù hợp với lại những cái bạn chơi theo kiểu mà singer songwriter hoặc là chơi guitar đàn hát, một cái ban nhạc nhỏ hai người duo cũng được, cũng rất là hay. Tại vì nó có một cái cổng kết nối micro mà. Cổng micro này cực kỳ hay luôn nha các bạn. Với cái volume tổng nè, chúng ta có thể tăng lên, tăng âm lượng lên đó. Nó rất là lực luôn nha mọi người. Và chúng ta có thể điều chỉnh bass và treble của nó. Ví dụ như bây giờ giọng mình nó hơi bị chép quá, mình muốn cho nó ấm hơn xíu đi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đó. Hoặc là có thể cho nó sáng hơn xíu. 1, 2, 1, 2. Đó. Và chúng ta có thể điều chỉnh luôn reverb của nó luôn nha mọi người. Đây là chưa có reverb nha. Thêm reverb nữa là nghe rất là hay luôn á. Các bạn nghe thử nha. I found myself dreaming in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart knows. Nghe cực kỳ ảo luôn đúng không mọi người? Thì đây mình sẽ demo thử một cái đoạn mà mình vừa đang vừa hát với một cái amp này như thế nào nha mọi người.
nha. Only fools but I can't help falling in love with you. Rất là hay nha mọi người. Và sau khi trải nghiệm con AC22LS này đến từ Boss thì phải nói là thực sự mình rất là thích con am này các bạn. Nó có quá nhiều tính năng độc đáo mà chỉ trên con am này mới có. Thứ nhất là cái tính năng airfield nè, rồi tới cả rhythm box để các bạn có thể tập luyện. Ngoài ra có rất là nhiều cái cổng kết nối nữa. Hãy đến ngay Viettel Music để chọn ngay cho mình một con am như thế này nha các bạn. Rất là tuyệt vời nha.